Thanh Tâm xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay là thứ Sáu, ngày 4 tháng 2 năm 2022, nhằm ngày mùng 4 Tết Nhâm Dần tại Việt Nam. Chương trình Việt Live buổi sáng ngày hôm nay gồm có những tiết mục như sau. Mở đầu là điểm tin mạng xã hội với những tin chính. Tại Miến Điện, 2 người chết trong vụ tấn công nhân 1 năm đảo chánh. Báo chí Nga được yêu cầu xóa toàn bộ các bài viết liên quan đến Navalny. 6 người Việt Nam bị cảnh sát Campuchia bắt giữ vì bắt cóc và tống tiền. Dân biểu Đức bảo trợ cho nhà hoạt động Hoàng Đức Bình. Vụ chém chết linh mục lúc giải tội được BPSOS báo động. Và một số tin đáng chú ý khác. Sau đó là các mục ý kiến cộng đồng mạng, những vấn đề quanh ta, nhân vật sự kiện, câu chuyện Việt, bình luận thời sự và cuộc sống quanh ta. Xin kính mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết và các bài viết chọn lọc trong ngày cùng với Thanh Tâm. Mở đầu bản tin cộng đồng mạng là bản tin thời sự quốc tế. Ngay trong ngày tưởng niệm các nạn nhân trong vụ quân đội đảo chính nắm quyền cách đây một năm, ngày 1 tháng 2 năm 2022, đã có 2 người thiệt mạng và 38 người khác bị thương trong vụ ném lựu đạn vào đoàn biểu tình ủng hộ tập đoàn quân sự tại Tha Silek, miền đông Miến Điện. Chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm. 2 quả lựu đạn trưa qua đã được ném vào đám đông đang quay về sau cuộc biểu tình ủng hộ chính phủ, phản đối lực lượng phòng vệ nhân dân. Các dân quân thường xuyên có những hoạt động du kích nhắm vào quân đội. Vụ tấn công xảy ra vào lúc nhiều người Miến Điện âm thầm ngưng hoạt động để phản đối chính quyền. AFP ghi nhận vào lúc 16 giờ những tràng pháo tay nổ vang khắp Ganh Cung để kết thúc cuộc đình công lặng lẽ, với nhiều cửa hàng đóng cửa, thành phố vắng lặng suốt ngày. Lời kêu gọi do đối lập đưa ra đã được hưởng ứng mạnh mẽ ở khắp nước, từ bang sang miền Đông, bang Kachin miền Bắc đến Mandalay miền Trung. Tuy chính quyền đã cảnh cáo nguy cơ bị kết tội phản quốc. Những hình ảnh người dân ở nhà giơ 3 ngón tay làm dấu hiệu phản kháng tràn ngập các mạng xã hội. Được biết đã có 10 người bị bắt tại thủ đô. Về phía thống tướng Min Aung Hlaing hứa hẹn tổ chức bầu cử tự do và bình đẳng khi nào tình hình trở nên ổn định. Chính phủ lưu vong Miến Điện chấp nhận điều tra diệt chủng Rohingya. Theo hãng tin Reuters, chính phủ trong bóng tối, An Yuji của Miến Điện và các dân biểu lưu vong được thành lập sau vụ đảo chính quân sự năm ngoái, hôm nay tuyên bố chấp nhận thẩm quyền của Tòa án Hình sự Quốc tế CIJ về việc điều tra nạn diệt chủng đối với người thiểu số Rohingya. Trước đó, chính quyền bà Aung San Suu Kyi đã phản đối tiến trình này. An Yuji kêu gọi CIJ liên hệ với ông Kiyo Motung, đại diện Miến Điện tại Liên Hiệp Quốc, để bị tập đoàn quân sự cách chức. Thưa quý vị, liên quan đến Nga, nhiều phương tiện truyền thông của nước này vào ngày 1 tháng 2 của năm 2022 thông báo đã xóa các bài viết về cuộc điều tra chống tham nhũng của Alexei Navalny theo yêu cầu của chính quyền, trong khi nhà đối lập bị cầm tù kịch liệt phản đối cáo buộc khủng bố của tòa án. Không còn dấu vết nào của quỹ chống tham nhũng do Navalny thành lập. Tất cả những điều tra của nhóm Navalny từ nay bị cấm đăng tải tại Nga. Có ít nhất là 9 cơ quan truyền thông, trong đó có nhiều cơ quan độc lập và bị xếp loại tổ chức nước ngoài, hôm qua loan báo đã nhận được lệnh và chấp hành yêu cầu xóa khoảng vài chục bài viết bằng tiếng Nga. Đó là những bài báo nói về các cuộc điều tra nhắm vào những quan chức cao cấp ở Điện Cẩm Linh và nhất là cung điện của Vladimir Putin bên bờ Hắc Hải. Video về dinh cơ này trên YouTube đã thu hút trên 121 triệu lượt xem, nay không truy cập được. Về phía tư pháp, đặc phái viên AFI cho biết thẩm phán chỉ mất 10 phút để quyết định. Alexei Navalny nằm trong danh sách những kẻ khủng bố và cực đoan như tất cả các thành viên của tổ chức nhà nước Hồi giáo và Taliban. Không hề ảo tưởng về phán quyết, nhà điều tra đấu tranh chống tham nhũng đã có những tuyên bố cứng rắn trước tòa. Navalny nói, đương nhiên quyết định này là từ Moscow. Họ chỉ đơn giản nói vì anh ta chống lại chúng ta, hãy coi là khủng bố. Tôi đã chứng tỏ là có những kẻ cấp trong chính quyền và đã khẳng định rất nhiều lần. Xếp tôi vào loại khủng bố, bất cứ ai cũng hiểu rằng đó là chuyện giả tưởng và phi lý. Liên quan đến Pháp, vào ngày 31 tháng 1, chính quyền quân sự Mali đã yêu cầu đại sứ Pháp rời khỏi Mali trong vòng 72 giờ. Lãnh đạo ngoại giao Liên Âu lên án một quyết định khiến Mali càng thêm bị cô lập. Trong một thông báo trên truyền hình nhà nước, chính quyền Mali giải thích để yêu cầu đại sứ Pháp là Joel Meyer rời khỏi đất nước với lý do các giới chức cao cấp trong chính quyền Pháp đã có những lời lẽ thù nghịch chống lại tập đoàn quân sự. Về phía Pháp, Paris hôm qua cũng ngay lập tức ra quyết định triệu hồi đại sứ, nhưng khẳng định vẫn tiếp tục thực hiện các cam kết duy trì ổn định và phát triển tại khu vực Sahel phía nam sa mạc Sahara, Bắc Phi. Theo hãng tin Reuters, trước đó, Bộ Ngoại giao Mali đã triệu mời đại sứ Pháp để giải trình về các chỉ trích của Paris nhắm vào chính quyền chuyển tiếp. Thứ Sáu tuần trước, 28 tháng 1, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian đánh giá là tình hình hiện tại ở Mali đã trở nên quá tệ hại và tập đoàn quân sự nắm quyền tại Bamako đang trong tình trạng không có thể kiểm soát được. Bộ trưởng quân lực Florence Parly cũng có những lời lẽ chỉ trích gay gắt trong tuần. Cũng trong ngày hôm qua, lãnh đạo Ngoại giao Liên Âu, ông Joseph Borrell đánh giá quyết định trục xuất nói trên là một đòi hỏi không có cơ sở, sẽ khiến cho Mali thêm bị cô lập. Ông Borrell khẳng định, Liên hiệp châu Âu đoàn kết với Pháp. Theo lãnh đạo Ngoại giao Liên Âu, tình hình hiện nay đòi hỏi phía Mali tôn trọng các cam kết và đối thoại, hạn chế hoạt động của lực lượng đặc nhiệm châu Âu theo Cuba. Trong phát biểu nói trên, lãnh đạo Ngoại giao Liên Âu cũng bày tỏ tình đoàn kết với các đối tác châu Âu khác có tham gia các hoạt động bảo vệ an ninh tại Mali, đặc biệt là Đan Mạch. Tiếp tục là tin người Việt tại hải ngoại. Cảnh sát tỉnh Ria Sihanouk ở Campuchia vừa bắt giữ 6 người Việt Nam, bao gồm một người phụ nữ, sau khi những người này đâm xe vào một rào chắn được cảnh sát dựng trên đường để kiểm soát ở Sihanoukville vào ngày 31 tháng 1. Báo chí Campuchia loan tin này vào ngày 2 tháng 2. Khmer Times và VOD News trích báo cáo của cảnh sát cho biết sau khi bị bắt giữ, cảnh sát phát hiện trên xe của 6 người Việt có vũ khí bao gồm 2 súng hơi, 11 còng tay, 2 roi điện. Khi khám xét điện thoại di động của những người này, cảnh sát còn phát hiện hình của 3 phụ nữ Việt Nam bị còng tay. Các điều tra sau đó của cảnh sát cho thấy 3 phụ nữ này đã bị 6 người vừa bị bắt giữ bắt cóc, tra tấn và đòi tiền chuộc là 35.000 đô la. Tên của những người bị bắt giữ được nêu là Lâm Thị Đà Ni, Nguyễn Công Danh, Phạm Quý Thi, Ngô Trí Hà, Trung Quang Quý và Lê Văn Chiến. Cảnh sát trưởng tỉnh Ria Sihanouk là ông Chu Narin được báo chí trích lời cho biết, sau khi bắt cóc những phụ nữ từ Việt Nam và đòi tiền chuộc, họ đã chạy trốn sang tỉnh Ria Sihanouk. Các lực lượng đặc biệt đã nghi ngờ họ và theo dõi họ cho đến khi bắt giữ được những người này. Người phát ngôn của cảnh sát là Vechat cho biết vụ án vẫn chưa được chuyển lên tòa. Vừa rồi là tin thế giới và người Việt tại hải ngoại. Tiếp sau đây là tin Việt Nam liên quan đến chính trị. Dân biểu Quốc hội Liên bang Đức Julian Parky vừa chính thức bảo trợ cho nhà hoạt động Hoàng Đức Bình theo chương trình dân biểu bảo vệ dân biểu PSP và kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho ông ngay lập tức và vô điều kiện. Trong một thông báo bằng tiếng Đức và thuộc được tổ chức Vito, mạng lưới người bảo vệ nhân quyền chuyển ngữ, dân biểu Parky nêu nhận định về án tù dài hạn của chính quyền Việt Nam đối với ông Hoàng Đức Bình. Chính phủ Việt Nam đã đối phó vô cùng nặng tay đối với sự dấn thân kiên quyết của ông. Vào tháng 2 của năm 2018, họ kết án ông 14 năm tù với tội danh chống người thi hành công vụ và lợi dụng quyền tự do, xâm phạm lợi ích nhà nước. Như vậy, ông đã trở thành một trong nhiều tù nhân chính trị ở Việt Nam bị bắt giam giữ với những cáo buộc giả tạo và trong điều kiện tồi tệ của nhà tù An Điềm, khét tiếng. Việc giam giữ trong điều kiện tồi tệ đã càng làm cho sức khỏe của ông thêm giảm sút. Đại dịch cúm tàu với những biện pháp hạn chế liên quan đã làm cho tình trạng của Bình và tất cả những tù nhân khác thêm tồi tệ. Ông Parky cho biết thêm, từ Nghệ An, ông Hoàng Đức Nguyên cho biết hơn một năm qua, gia đình chưa được thăm gặp ông Bình, mà lý do phía trại giam đưa ra là do dịch bệnh cúm tàu. Vào năm 2019, dân biểu Margaret Bossy đã nhận bảo trợ cho ông Hoàng Đức Bình. Cựu nữ dân biểu viết thư cho đại sứ Việt Nam tại Đức hỏi về tình hình của Hoàng Đức Bình và bà đã yêu cầu được tới Việt Nam thăm gặp ông trong tù. Chương trình dân biểu bảo vệ dân biểu là một sáng kiến của Ủy ban Nhân quyền Quốc hội Liên bang Đức. Mục đích của sáng kiến này là giúp các dân biểu Quốc hội Liên bang Đức có cơ hội hỗ trợ và bảo vệ cho các đồng nghiệp và những người bảo vệ nhân quyền ở nước khác. Nhiều đồng nghiệp và nhà hoạt động ở nước khác đã không có điều kiện hoạt động như các dân biểu Đức nên đã phải sống trong sợ hãi, sự đe dọa hay bị truy nã trong khi làm nhiệm vụ. Trong khi đó, thì vụ linh mục Công giáo Giuse Trần Ngọc Thanh bị một người cầm dao chém chết khi đang ngồi tòa giải tội cho giáo dân, được báo động tại cuộc họp của nhóm Bàn tròn tự do tôn giáo quốc tế vào ngày 1 tháng 2. Báo mạng mà sống có tổ chức BPSOS loan tin dẫn phát biểu của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, thành viên ban điều hành Bàn tròn tự do tôn giáo quốc tế, về vụ giết linh mục gây chấn động trong giới Công giáo ở Việt Nam hôm 29 tháng 1 vừa qua. Ông Nguyễn Đình Thắng cho rằng việc chính phủ Việt Nam dung dưỡng sự phỉ báng và phát biểu hận thù nhắm vào các vị lãnh đạo tôn giáo không phục tùng chính quyền có thể dẫn đến bạo lực. Báo động của ông Nguyễn Đình Thắng nêu ra cho hơn 100 người tham dự cuộc họp của nhóm Bàn tròn tự do tôn giáo quốc tế. Ông này còn cho biết BPSOS đã tiến hành thành lập tổ công tác để theo dõi diễn tiến vụ việc, lập báo cáo và vận động quốc tế. BPSOS cho biết trong năm 2021, BPSOS đã tiến hành nhiều cuộc họp với các giới chức Liên Hợp Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ và các tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế để nêu ra tình trạng những người gọi là dư luận viên dùng mạng xã hội để kích động hận thù tôn giáo tại Việt Nam. Hãng thông tấn của Bộ Truyền giáo Vatican vào ngày 31 tháng 1 loan tin linh mục Giuse Trần Ngọc Thanh thuộc giáo phận Kon Tum bị một kẻ lạ chém dẫn đến tử vong. Vụ tấn công diễn ra khi vị linh mục này đang ngồi tòa giải tội cho tín hữu vào ngày 29 tháng 1. Tin cho biết linh mục Giuse Trần Ngọc Thanh 41 tuổi thuộc dòng Đa Minh phục vụ tại giáo phận Kon Tum bị chém vào đầu. Linh mục Thanh sau khi bị chém được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi và mất vào lúc 11:30 giờ địa phương trong cùng ngày. Nơi xảy ra vụ việc được cho biết là ở nhà thờ Đắc Mốt, thị trấn Pleikum, huyện Ngọc Hồi, cách thành phố Kon Tum 40 km về phía Bắc. Công an địa phương đã bắt giữ kẻ tấn công và cho rằng người đó bị tâm thần. Một số ý kiến của giáo dân trên mạng xã hội Facebook ở Việt Nam cho rằng người chém linh mục không hề bị tâm thần. Thưa quý vị, từ trưa ngày 2 tháng 2, lượng xe qua cầu Rạch Miễu hướng từ Sài Gòn với các tỉnh miền Tây qua Bến Tre tăng cao khiến cho cầu Rạch Miễu kẹt xe nghiêm trọng. Theo ghi nhận của báo Tuổi Trẻ, từ sáng ngày 2 tháng 2, tức là mùng 2 Tết, hàng ngàn xe hơi, xe gắn máy xếp hàng dài trên 3 km nằm bất động trên quốc lộ 60 hướng Tiền Giang qua Bến Tre. Đến trưa cùng ngày, lượng xe cộ phải xếp hàng dài nhích từng chút một để chờ qua cầu Rạch Miễu. Lực lượng cảnh sát giao thông hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre đã phải chốt chặn phân luồng tại các giao lộ trên quốc lộ 60, đoạn từ ngã ba Trùng Dương đến cầu Rạch Miễu. Nhưng do lượng xe quá đông nên không thể làm gì hơn. Nói với báo Tuổi Trẻ, Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, trưởng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Tiền Giang cho biết kẹt xe kéo dài từ khoảng 10 giờ sáng. Tình trạng kẹt xe càng lúc càng nghiêm trọng nên cảnh sát hai tỉnh Tiền Giang, Bến Tre đã phải 3 lần phối hợp chặn xe, chỉ cho chạy một chiều qua cầu Rạch Miễu để thông xe nhanh hơn. Nguyên nhân là do trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu vẫn thu phí không chịu xả trạm. Bởi theo quy định khi kẹt xe kéo dài 7 km thì mới xả trạm. Một cán bộ cảnh sát tham gia điều tiết xe cộ nói. Tuy nhiên, trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu cho biết từ sáng đã phải xả trạm hướng từ Sài Gòn về Bến Tre một lần và sẽ tiếp tục xả trạm nếu lực lượng cảnh sát giao thông hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre yêu cầu. Trong khi đó, báo Người Lao động cho biết theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 2 tháng 2 và 3 ngày tới, chỉ số UV tia cực tím tại Sài Gòn và các tỉnh miền Tây ở mức đỏ, nguy cơ cao gây hại rất cao. Cụ thể, tại Sài Gòn trưa mùng 2 Tết, chỉ số UV mức đỏ đạt mốc 8.4 đến 8.9. Trong khi đó, tại Cần Thơ, từ 11 giờ trưa cùng ngày, chỉ số ảo UV còn cao hơn khi đạt mức từ 8.4 đến 9.1. Song Cà Mau là nơi có chỉ số UV cao nhất khi đạt mức từ 8.7 đến 8.9.3 tùy thời điểm. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo chỉ số UV mờ ở mức từ 6 đến 7 có khả năng gây bỏng da sau 30 phút nếu tiếp xúc trực tiếp ánh nắng mà không có biện pháp bảo vệ. Với chỉ số UV từ 8 đến 10, nếu bị chiếu nắng trực tiếp khoảng 20 phút da sẽ bị phỏng. Thưa quý vị, tiếp tục là tin về xã hội. Mới đây ông Lê Tùng Vân, người đứng đầu tỉnh thất Bồng Lai hay còn có tên gọi khác là Thiền Am bên bờ vũ trụ vừa xuất hiện trong một clip của kênh YouTube Nhị Nguyên, đệ tử của ông Lê Tùng Vân, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Theo đó, đoạn clip được đăng tải vào ngày 1 tháng 2 đêm giao thừa Tết Nguyên Đán 2022 vừa qua trên kênh YouTube Nhị Nguyên. Ngay từ tiêu đề đã gây chú ý với nội dung lần đầu thầy ông nội vào Thiền Am đón đêm giao thừa trong nước mắt, nhận điềm báo cực xấu. Trong đoạn clip này, ông Lê Tùng Vân năm võng nói chuyện như những lần xuất hiện trước đó. Khi được Nhị Nguyên hỏi có điều gì muốn nói không, ông Lê Tùng Vân đáp, sư phụ có nhiều điều muốn nói nhưng mà sư phụ xúc động lắm. Tại vì Tết này mà ba thầy ở tù, làm người khác tưởng đâu ba thầy ấy bị tội gì nặng nề lắm. Như những năm trước, thầy vẫn chúc cho cộng đồng mạng, khán giả, thính giả được mọi điều may mắn, tốt đẹp. Thầy nghĩ ở trong tù, ba thầy Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên, Trùng Dương sẽ thần giao cách cảm mới hiểu rằng Thiền Am đang làm lễ tiễn năm cũ đón năm mới. Ba thầy hãy cầu nguyện, tiếp cùng Thiền Am. Cũng theo Nhị Nguyên năm nay, tỉnh thất xảy ra hoạn nạn, những người trong tỉnh thất đón Tết cũng không mấy vui vẻ. Tuy nhiên, mọi người vẫn quyết định tổ chức một buổi lễ để cho những đứa trẻ trong tỉnh thất được đón năm mới. Nhị Nguyên nói thêm, giao thừa năm nay tỉnh thất gặp phải điểm xui, đại xui. Anh cho rằng năm qua nơi đây gặp phải nạn lớn cũng là một bài học và là thử thách. Liên quan đến những lùm xùm tại tỉnh thất Bồng Lai như đã đưa tin, ngày 3 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức cá nhân xảy ra tại tỉnh thất Bồng Lai. Tiếp đó, vào ngày 5 tháng 1, Cơ quan Công an đã khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàng Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên và Lê Thanh Trùng Dương về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, vi phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức cá nhân, đồng thời ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can gồm Lê Thanh Hoàng Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương. Riêng bị can Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp ngăn cấm đi khỏi nơi cư trú. Trong khi đó, thì chính phủ lại loan tin là Thiền Am bên bờ vũ trụ ông Lê Tùng Vân đã phạm tội loạn luân.